sự kiện ra mắt thương hiệu BB Nature. Có lẽ 2 năm qua thì đại dịch Covid đã để lại muôn vàn tiếc nuối cho chúng ta, và những khó khăn hậu quả mà Covid để lại là chúng ta khó khống chế được. Thì từ đó chúng ta có sự thay đổi hơn về cách sống, chúng ta sống chậm lại và chúng ta quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Và ở một khía cạnh khác thì chị lại muốn nói đến vấn đề ngành nông nghiệp của Việt Nam. Kể từ khi dịch Covid xảy ra cho đến thời điểm hiện tại thì việc xuất khẩu ổn tắc và nông sản Việt Nam hầu như là khó tiêu thụ được. Thì thấu hiểu được những cái điều đó thì nhóm nghiên cứu và phát triển của công ty BB Nature chúng tôi bắt đầu đi sâu hơn tìm hiểu thị trường, và với cái hy vọng có thể đóng góp được một phần sức lực của mình để có thể giải quyết được nỗi đau của người nông dân trồng nông sản cũng như giải quyết được nỗi đau của người tiêu dùng.